Rồi ok, xin chào anh em. Tiếp tục đến với video về game mới em nhá. Và hôm nay thì có một con game rất đỉnh cao đến từ nhà Bilibili. Một con game nhập vai kết hợp với đấu tướng em nhá, gacha cực hấp dẫn. Con này nó sánh ngang với Honkai Star Rail của MiYoYo anh em nhá. Ôi, chất phết đấy anh em ạ. Hôm nay thì mình mới biết về con game này. Con game này nó mở test từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9. Nhưng mà hiện tại nếu mà anh em nào đăng ký tài khoản và vào chơi ấy, tải thì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà vào chơi chúng ta sẽ không thể nào đăng nhập được, tại vì là nó đã giới hạn cái số lượng người vào rồi. Bây giờ thì nó không cho thêm người mới em nhá. Đấy, con game này có dung lượng đâu đó là khoảng tầm 2 GB rưỡi, 2 GB rưỡi đến 3 GB. Đấy, con game hay phết, chất phết. Bản này thì là bản global em nhá. Bilibili phát hành cái tựa game này bản quốc tế với ngôn ngữ tiếng Anh. Sắp tới thì 14 tháng 9 này nó tắt test. Không biết là bao giờ thì nó mở lại chính thức nữa. Thì kênh Vivo Game sẽ update liên tục thông tin về con game này. Vì đây là cái con game rất chất lượng em nhé. Đấy, và trước mặt anh em đây là gameplay con game này. Cơ chế chiến đấu, kèm theo đó là tạo hình nhân vật và môi trường chiến đấu, kỹ năng của nhân vật đều được show hết trong cái đoạn gameplay này. Đấy, mình sẽ show dài dài gameplay xíu cho anh em cảm nhận kỹ càng về game. Game chất lượng, game đỉnh cao. Nói chung là cứ nghe đến Bilibili là chúng ta sẽ có cái cảm nhận trong đầu, đó là một con game này, à nó chất lượng đấy, nó được đấy. Và đây cũng là con game như vậy. Con game tiếp theo từ nhà phát hành Bilibili, nhà phát triển Bilibili anh em nhé. Game hỗ trợ tiếng Việt phải nói là ok phết. Và mình khi mà mình chơi cái tựa game này nha, mình cảm nhận trước đó thì mình cũng đã chơi Honkai Star Rail rồi. Và mình thấy là con game này nó khá tựa tựa như vậy. Về cái tạo hình nhân vật, về cái kiểu là đồ họa chiến đấu em nhé, gameplay chiến đấu. Nói chung là mỗi game thì nó sẽ có những cái hấp dẫn riêng, có những cái khác nhau riêng. Mình thì chỉ là cảm nhận là nó chơi, nó nghĩ đến ngay Honkai Star Rail và không nghĩ đến con game khác. Game này thì có thể là sắp tới thì sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honkai Star Rail em nhé. Link tải cái tựa game này thì có ngay dưới phần mô tả của video, anh em tải file APK về. Hoặc không thì anh em tải ở trên set play, hình như là fake IP sang Malaysia thì phải. Đấy, thông tin về quốc gia được hỗ trợ ở trên set play của game này mình cũng sẽ để phần mô tả của video. Tốt hơn là anh em cứ tải APK về, mà thực ra tải APK về bây giờ thì anh em cũng không thể nào đăng ký tài khoản được. Tải về nó mất công em nhé. Nên đó là anh em hãy đăng ký kênh New Game để mà chờ thông tin mới nhất về bản test tiếp theo hoặc là cái bản chính thức của cái tựa game này. Ok. Các nhân vật trong cái tựa game này được thiết kế đẹp, thiết kế xịn. Đấy, được chú tâm rất nhiều mặt tạo hình nhân vật, về mặt kỹ năng của nhân vật và cơ chế chiến đấu. Nó ra mắt từ ngày 1 tháng 9 mà mình không hề biết gì cả, cay thực sự luôn. Chứ nếu mà biết thì đã có cái video để mà cách tải cho anh em, cách chơi cho anh em rồi. Nhưng mà ở cái kênh của mình thì chắc là nhiều anh em cũng đã trải nghiệm cái tựa game được rồi. Không như mình đâu, hôm nay mới biết được em ạ. Tiếc ghê, con game xịn sò thế này cơ mà. Game này cài đặt đồ họa và hỗ trợ FPS 60. Nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều xứng đáng mang con game này vươn tầm xịn sò, vươn tầm đỉnh cao, vươn tầm quốc tế. Ở trên màn hình của chúng ta thì nó sẽ có các cái thẻ của nhân vật, và anh em sử dụng thẻ để xả kỹ năng. Và cái thẻ kỹ năng này thì chúng ta có thể là cái hướng kỹ năng chúng ta có thể là xoay được nha. Và cái thẻ ở bên tay trái của chúng ta thì nó là cái thẻ mà sâu chiêu ultimate của nhân vật. Đấy, chiêu xịn sò, chiêu ultimate của nhân vật đấy. Còn cái thẻ ở bên tay phải của chúng ta thì là chỉ là thẻ xả đòn đánh thôi anh em. Xả đòn đánh thôi. Nó sẽ có kiểu nội tại, có đánh thường và có chiêu thức kỹ năng, và có cả ultimate chiêu cuối. Giao diện game thì cảm giác của nó rất là chuyên nghiệp. Giao diện, mọi giao diện event, giao diện là nhân vật, nâng cấp nhân vật, mọi thứ đều cảm giác rất là chuyên nghiệp và nó rất là xịn sò em nhé. Game này mà hỗ trợ tiếng Việt nữa thì có mà chấm hết anh em ạ. Bilibili thì phát hành nhiều những cái con game tại thị trường Việt Nam chúng ta. Atelier Fusion, đúng rồi, con game Atelier Fusion thì không biết hiện tại đã có tiếng Việt chưa. Nhưng mà Bilibili thì nó cũng hướng tới bản global nha, bản quốc tế nha. Thì nó cũng hướng tới thị trường Việt Nam khá nhiều đấy anh em nha.
thị trường Việt Nam là thị trường béo bở cho các cái game của nhà phát hành Bilibili. Nghĩ là nếu mà nó phát hành chính thức thì sớm muộn cũng sẽ có tiếng Việt thôi. Biết đâu ngon nghẻ hơn nó lại có luôn tiếng Việt trong game thì xịn quá. Lúc đầu khi mà chúng ta tải APK về nha. Tải APK của nó về thì là 1GB 6 hay 1GB rưỡi. Sau đó thì vào game nó bắt download thêm 1GB rưỡi data nữa thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng mà được cái là hốt download data thì nó được cái rất nhanh, nên tải rất sớm em nha. Tải rất dễ dàng thôi. Tài khoản Bilibili quốc tế thì cũng tạo rất đơn giản. Anh em có thể là đăng nhập bằng rất nhiều tài khoản, hoặc là anh em tạo trực tiếp cho mình cái tài khoản cứng của Bilibili luôn, để mà sau này ra mắt nhiều game thì chúng ta có thể là trải nghiệm được nhiều game, đăng nhập luôn cho nó nóng chứ không cần phải lằng nhằng tài khoản làm gì cả. Chiến đấu này thì nó các nhân vật của chúng ta thì nó sẽ có thể là tự do chiến đấu. Đấy, tự do chiến đấu nha, chứ không phải là đánh theo lượt, mà là tự do chiến đấu, tự do xả kỹ năng. Game cũng sẽ hỗ trợ người chơi đó là tăng tốc trận đấu này, ngay góc dưới và tay phải chúng ta, và có cả thêm auto nữa em nhé. Một cái cơ chế rất là quen thuộc của những cái tựa game thẻ tướng, của những cái tựa game gacha. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cơ chế gacha, cơ chế quay x10 của cái tựa game này em nhé. Hiện tại thì bản test này nó cho rất nhiều cái vé quay. Đấy, nó cho trải nghiệm rất nhiều vé quay và nó mở rất nhiều những cái event quay x10 của cái tựa game này. Và cái phần quay x10 của cái tựa game này thì nó cũng khác vọt khá nhiều và nhìn nó cũng khá là thú vị. Đấy, anh em có thể để ý cái phần quay x10 nha. Rồi, đấy. Khi mà nó tím thì nó mở rộng ra, cam mà nó mở rộng ra hơn nữa, đẹp hơn nữa. Đấy, còn thường thì nó cũng chỉ có 4 cánh thôi anh em. Đấy, rất hay. Nói chung là con game này thì nó đem lại cái cảm nhận của mình là khá là hoàn hảo. Mình là một người cũng khá là khắt khe trong cái việc lựa chọn game chơi lâu dài. Và con game này khi mà ra mắt chính thức chắc chắn là mình sẽ lựa chọn chơi lâu dài. Nó đúng gu với mình luôn đấy. Chuẩn gu luôn. Đấy, anh em thấy không? Nó lên cam nó khác ngay. Lên tím nó cũng khác bọt hẳn. Nên cảm giác rất là chuyên nghiệp. Nó rất gì gọi là cảm giác rất là xịn sò ở một cái tựa game anh em. Game mà nó chuyên nghiệp mà nó cảm giác nó xịn sò thì mình gắn bó với game đó lâu dài là chuyện bình thường. Còn những cái tựa game nó lẹt đẹt khác thì chơi cho nó vui thôi anh em. Các nhân vật trong cái tựa game này thì có nhân vật, ý là mình nói về nhân vật nữ em nhé. Có nhân vật thì rất là sexy, có nhân vật thì rất là bình thường, có nhân vật thì nhìn nó rất là trang trọng và lịch sự em nhé. Nhìn nó rất là xịn sò luôn. Thoải mái mà quay, bản test này thoải mái mà quay nếu mà anh em nào được trải nghiệm. Lúc đầu thì mình cũng biết thông tin về cái bản test của cái tựa game này nhưng mà mình lại không xem, kiểu là không xem thông tin về game, không xem trailer ấy. Nhưng mình cũng không nghĩ là con game này có cái gameplay nó xịn sò đến như thế này. Và đấy mà tìm hiểu kỹ hơn thì mình đã không bỏ lỡ một cái con game rất trượng như này nhá. Và cũng không cho anh em được trải nghiệm cái tựa game này, cũng rất là tiếc. Nếu biết trước sớm hơn thì mình sẽ có nhiều những cái video về con game này hơn. Thế cái cảm giác kiểu là mình đang chơi Honkai Star Rail ấy. Honkai Star Rail thì nó có cái cơ chế chiến đấu thì nó lại gần nhân vật hơn và tạo cái cảm giác nhân vật nó to hơn em nha. Mượt cực kỳ luôn anh em ạ. Thế luôn, mượt lắm. Chứ không phải là bình thường. Rất xịn. Hiện tại thì mình đang chơi cái tựa game này trên giả lập. Đấy, các cái nhân vật trong tỷ tựa game này được tạo hình phải nói là thôi rồi lượm ơi luôn. Và đây là quá trình ta lưng sao này. Lưng sao cho nhân vật anh em nha. Đây là dạng kiểu thẻ. Dạng kiểu thẻ bài nhân vật. Đấy. Thẻ trong cái tựa game này thì khi mà chúng ta liên kết với nhau ấy thì cái thẻ đó có thể là giúp chúng ta tăng cái chỉ số lên. Nó có bộ thẻ riêng em nha. Đấy, nó có bộ thẻ riêng.
Và khi kết hợp đủ bộ thẻ đó thì nó sẽ kích hoạt thuộc tính. Nói chung là cái giao diện nâng cấp nhân vật hay là giao diện mọi thứ về nhân vật trong cái tựa game này thì nó cũng rất là dễ dàng, rất dễ hiểu cho anh em thôi, rất dễ tiếp cận anh em nhé. Đấy, anh em thấy không, nhân vật nữ trong cái tựa game này nhìn nó sang chảnh lắm, nhìn nó lịch sự trang chảnh lắm anh em. Nhưng mà nó vẫn có cái gì đó là rất là anime, rất là anime nha. Loli cũng có em ạ, đủ cả cho anh em trải nghiệm luôn. Đấy, lưng sao do là vé quay rất nhiều nên là lưng sao mỏi tay anh em nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi nâng cấp nhân vật cho anh em xem kỹ hơn. Đây là toàn bộ thông tin về nhân vật, về giới tính, về độ tuổi, rồi về giọng nói của nhân vật. Đấy, mọi thứ của nhân vật đều có ở đây cả. Cái phần information, thông tin ấy. Và lưu ý thêm đó là nhân vật của chúng ta thì nó cũng sẽ có trang phục nữa nha. Có trang phục nữa. Ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về con game này. Rất là tiếc là không thông báo sớm đấy cho anh em để mà anh em bỏ lỡ một cái siêu phẩm. Mình sẽ update thông tin liên tục về cái con game này, bản chính thức hay là bản test tiếp theo. Nếu mà anh em thấy hấp dẫn ở cái con game này thì nhớ đăng ký kênh để mà update về con game này nhá. Còn bây giờ thì chúc anh em trải nghiệm cái tựa game này vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video sau. Bye bye.